tranh thủ trời nắng mình đốt ba cái cỏ này cho nó cháy. Tụi con hái rau đi, lát về mẹ luộc ăn nha. Dạ. Mẹ đây có đậu ngon lắm nè. Ủa đây có hồng bự nè. Đó, thấy chưa, mẹ nói rồi mà ở trên không chịu đâu. Thôi kệ, mương đó cạn, tụi con lội xuống hái cũng được nha. Dạ. Lát về tắm. Ở đây có được non lắm nè, chị xuống luôn đi. À, để chị xuống cho, chị hái cho. Đây chị. Đi chị. Đã mà, chị xuống đi. Ôi, trời nó lúng. Lúng à. Hai tháng rồi muốn đi. 5 minutes later. Wow, con nhỏ nè, em ăn nha. Đừng có ăn, nó không phải con nhỏ đâu. Trời ơi, em thấy được trong con nhỏ nè. Cái này là lông dơ đó chứ, anh thấy nó dơ không? Em thấy người ta ăn con nhỏ thèm quá, không biết á, con nhỏ có ngon nữa, em chưa ăn bao giờ. Ừ, đúng rồi á, chị cũng chưa ăn nữa đây nè. Wow, tụi con bàn tán gì mà lông nhỏ không nhỏ vậy? Dạ, hồi nãy em Vinh tưởng cái này là lông nhỏ, em Vinh ăn luôn. Trời ơi, cái đó mà ăn không được đó nha con. Thôi là con kẽn lại á. Ờ, cái đó rong cỏ dơ lắm. Tụi con muốn ăn đông nho phải không? Dạ muốn. Để ngày mai á mẹ mua đông nho về cho tụi con ăn thử cho biết nha. Yeah. Rồi, lên đi con, để bệnh nè. Lên lên. Lên vô tắm liền. Thả em lên nha. Mẹ tôi gửi chị kia mua cái đông nho mà tụi con thích nè. Dạ. Hôm nay mẹ sẽ làm cho tụi con ăn nha. Dạ. Hôm nay con thèm lắm luôn á mẹ. Hôm nay có ăn rồi phải không? Đông nho này á là con phải ngâm nước trong vòng 5 phút nha. Cho nó nở hết luôn rồi, to lắm. Nè, chuẩn bị nè. Giống hồng, giống cái rồng mà qua con vớt lên không Vinh? À giống. Nó xanh xanh á, cái này xanh. Rồi cái này xúc đỏ luôn. Hồng này nó chưa nở ra. Cái này là 100 gram á. Mẹ nghe cái người bán nói là mình ngâm ra khoảng 300-400 gram luôn á. Nó nở như vậy luôn á. Đừng Vinh. Trời ơi, đẹp quá à. Đó giờ con mới thấy luôn á. Nó chùm chùm á, dài dài nữa. Chắc nó nở lên nó đẹp lắm á. Nãy giờ mẹ ngâm 10 phút nó nở rồi nè tụi con. Wow, hồi nãy nó nhỏ xíu á, giờ ngâm lên nó bự quá à. Cho con ngồi cho ăn thôi cha. Ừ, đi ăn hả? Khoan khoan, trước khi ăn mẹ phải xả cho nó bớt cái đậu mặn đó con ơi. Thôi con thử đi mẹ. Rồi con thử thì đừng biết. Sao để mẹ xả đi rồi ngâm nước đá rồi tụi con ăn rồi mới ngon. Bỏ vô đi. Rong nho này mình ăn trực tiếp nên mẹ sẽ rửa nước sạch cho nó vệ sinh nha con. Dạ. Sau khi rửa sạch giờ mẹ sẽ ngâm nước đá nha con. Ủa ngâm nước đá để làm gì vậy mẹ? Giúp cho rong nho mình nó giòn với lại nó ngon hơn con. Ủa rong nho này ăn không hả mẹ? Cái này mình chấm với lại nước sốt mẹ rang á con. Đây có 3 bịch nè. Ủa chấm với tương ớt được mẹ? Được, nhưng mà mẹ sẽ làm 2 chén cho tụi con chấm rồi mình chấm nước sốt nào ngon hơn nha. Dạ. Thôi đây để làm luôn đây. Con thích cái này đó. Wow. Thấy không, cái hạt mè nó còn thấy không? Trời ơi. Mùi mùi gì ta? Mùi gì anh? Mùi hả? Bánh chén à. Bánh chén trộn á. Đúng rồi. Rồi xong, bây giờ mẹ sẽ vớt ra ngoài dĩa. Ui, mùi nó lạnh. Thì ở trên đổi chén liền kìa nè. Sợ cay gì á. Rồi đây đó. Sẽ kèm theo nước đá luôn, đặng lát nữa nó giữ được cái độ lạnh mình ăn cho nó giòn. Rồi con chạy ra lấy đũa đi Trang. Ừ. Thấy ngon quá. Ngon. Chưa ăn mà con thấy ngon. Với mẹ gì á. Thôi ăn chết như vậy. Hả? Vinh ăn trước thôi, lát chị Trang vô la con cho mà coi. Để đây. Sao Vinh? Nó ngon quá. Ngon, tròn không? Đâu 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 để Trang thích là sao? Trời ơi. Trời ơi, nước sốt thì ghen nè. Ngon. Đông ngó nè. Nó giòn giòn. Nó gập gập á. Vậy hả? Ý là trứng cá luôn mẹ rang thì nó béo mà nó ngọt ngọt. Rồi ba mẹ con mình mời các bạn cùng ăn món đông nho chấm với lại sốt mè nha các bạn. Mời các bạn nha. Sẽ thử chấm với tương ớt. Cay quá. Ủa? Này đâu miếng nào cay đâu Vinh. Rập rập luôn các bạn ơi. Nó hơi răm thì nó hơi nhớt nhớt mà chấm đâu sốt mè đen á. Nó béo mà nó thơm mùi mè đen nữa. Mè đen ngon quá. Tương ớt cũng ngon nữa. Quá ngon rồi. Đây mà mẹ hay thêm hai cái vị lại cay. Vị được không đó? Rồi. 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 Mà con có nghe được cái mùi mà hơi giống như hơi tanh của cá không Trang? Đúng rồi. Đúng không? Nghe lâu quá. Ừ. Ăn như trứng cá.
chua xí. Ừ, chấm cho nó thấm vào đây cái đồng lòng. Mấy chua luôn cái gì? Ngon quá. Quá ngon. Này lần đầu tiên mày ăn cái đông lo này mình cảm thấy chấm với nước trời xíu. Ê ê ê ê. Trời ơi, con cục đá vô đi. Con ăn đông lo hay là con chấm cục đá đi sốt mà ăn. Rồi bây giờ mẹ sẽ thử chấm với tương ớt rồi nó tương vị nó như thế nào nha. Tương ớt nó cũng ngon nữa mẹ. Ừ. Nó giòn. Có điều nó cay quá con ơi. Thấy bình thường mà. Thôi, mẹ chấm với sốt mà ăn ngon hơn. Con thấy tương ớt ngon ha. Có nhiều người chấm với lại tương ớt xanh đó con. Ủa tạp á. Hả? Mẹ thấy á, mình nên để gấp nhiều nhiều bỏ vào họng cho nó kêu nó nổ động rập rạp cho nó vui tai nha Trang ơi. Hả? Ừ. Rồi lấy một cái luôn. Ngon quá. Con nghe không? Nè bà con. Con ấy cái miệng lại á. Nó lại. Ngon quá. Vinh á, Vinh đừng có lộn á, đồng nho á, với lại ông Dơ nha Vinh. Dạ. Chắc tại Vinh thèm quá, bởi vì Vinh mới tưởng tượng cái đồng đó là đồng nho đó bạn ơi. Rồi đó, lần này Vinh ăn rồi đó, phải nhớ kỹ á. Mẹ mua đó cho tụi con ăn, cho tụi con biết. Ừ. Giòn. Mình ngâm đá cho nó càng giòn hết Trang. Con thích ăn tương ớt hả? Mẹ, mình thích ăn tương sốt mài gan. Cái đồng nho này con thay thế món rau để mà mình ăn cơm được nha con. Cái này á có mấy cái hộp hộp như nho nó cắn vô dễ nhưng miệng quá mẹ. Bởi vì người ta gọi là đồng nho con. Mình thấy không, những hạt mà li ti nó bám vô cái cọng này nè. Rồi mình đi cắn vô. Cháy em cái ớt nữa. Tụi con ăn cái nhiều, ăn nhiều đồng nho này cũng mát lắm á nha. Mấy đứa ăn hết cái dĩa đồng nho luôn rồi. Hôm nay ăn đã thèm chưa? Dạ đã. Rồi mốt á, Vinh mẹ biết rong nho với lại rong dơ chưa? Không có được vớt cái ba cái rong với mua ăn nữa nha. Con tưởng á, rong dơ á, nó có nhiều sức khỏe lắm. Nhiều sức khỏe, nhiều khuẩn còn sức khỏe. Rồi thôi, video của ba mẹ con mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy hay, thú vị cho ba mẹ con like cái kênh và nhấn vào chuông thông báo nha. Chào tạm biệt. Tạm biệt các bạn. Rồi, mẹ cũng thưởng thức cái món mà thịt bò quá kim châm. Ba mẹ con cũng thưởng thức nha. Mà các bạn nha. Thịt bò thì mềm, ấm kim châm thì